Dạ hai Bảo Vệ xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại với kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Đầu video, Bảo Vệ xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc. Cô chú anh chị ơi, hiện tại bây giờ Bảo Việt đang đứng trước mặt tiền đường Hương Lộ 11 hay còn gọi là trục đường Đoàn Nguyễn Tấn thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí mà Bảo Việt đang đứng ngày hôm nay là trường tiểu học Hưng Long của thành phố Hồ Chí Minh mình, và đối diện của khu vực trường học của mình là Ủy ban dân xã Hưng Long. Hôm nay Bảo Việt giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một căn nhà thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Từ vị trí này chỉ cách khu vực nhà mình khoảng tầm 300m thôi cô chú anh chị ơi, rất là gần gũi. Hướng tay trái của Bảo Việt thì cách khu vực chợ Hưng Long thì khoảng tầm 800m nha cả nhà. Và cô chú anh chị mình đi thẳng thì cũng sẽ về lại quốc lộ 1A, còn hướng tay phải này cô chú anh chị mình sẽ về quốc lộ 50. Thì để cô chú anh chị mình biết rõ hơn căn nhà hôm nay thì bây giờ Bảo Việt sẽ review tuyến đường Hương Lộ 11 dẫn thẳng vào nhà mình cho cô chú anh chị mình được hiểu rõ căn nhà hôm nay nha cả nhà. Dạ cô chú anh chị mình đã xem đầu video rồi, cũng thấy khu vực nhà mình ha, rất là gần ủy ban xã cũng như là trường học cấp 1, cấp 2. Hiện tại bây giờ Việt đang đứng trước căn nhà của mình đây cô chú anh chị ơi, một cái khu dân cư ha, rất là yên bình luôn. Và nhà của mình là pháp lý là thổ cư 100% nha cô chú anh chị, với diện tích ngang 4,5m, dài cho 8m, một căn nhà một trệt một lầu có hai phòng ngủ. Thì căn nhà này thì cô chú anh chị mình ở khoảng tầm 4 thành viên là rất là hợp lý nha cả nhà. Và nhà của mình thì nằm trên địa chỉ là xã Hưng Long, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả thông tin trên kênh Bảo Việt gửi gắm đến quý cô chú anh chị mình là hoàn toàn chính xác 100% nha cả nhà. Có như thế nào thì Bảo Việt sẽ nói với cô chú anh chị mình như thế nấy ha. Thì gia đình mình muốn đến đây xem nhà thì cô chú anh chị mình đi theo trục đường quốc lộ 1A hoặc là trục đường quốc lộ 50. Khi đi đến ủy ban dân xã Hưng Long hoặc là chợ Hưng Long thì cô chú anh chị mình alo cho Bảo Việt, thì Bảo Việt sẽ ra đón cô chú anh chị mình vào xem nhà ha. Thì ở đây thì Việt quay giờ này thì cũng khoảng tầm 17:30 rồi, một buổi chiều rất là yên bình rồi cô chú anh chị ơi. Dân cư thì cô chú anh chị mình đã thấy rồi ha, nhà mình thì đã full dân cư hết rồi. Gia đình mình về đây ở là có hàng xóm luôn, không lo sợ vắng. Nhà của mình là nằm trên trục đường chính là tuyến đường Đoàn Nguyễn Tấn nha cô chú anh chị. Từ ngoài đường lớn thì mình vô nhà mình là chỉ có khoảng 100m thôi, rất là gần luôn. Những cô chú anh chị nào thời gian qua cần tìm một căn nhà gần đường lớn nè để tiện lợi nội trợ mua sắm hoặc là mình đi làm về các quận trung tâm ha, thì căn nhà hôm nay chính là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo luôn cô chú anh chị ơi. Không để cô chú anh chị đã lâu nữa, bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình xem căn nhà chính hôm nay ha. Phía ngoài mặt diện này thì gia chủ của chú anh chị cũng đóng những cái song sắt hết rồi, làm mái che luôn cho căn nhà của mình rất là mát mẻ ha. Phía ngoài này thì cô chú anh chị mình thấy khung bảo vệ đồ căn nhà của mình rất là an toàn luôn. Để Bảo Việt đo hướng chính của căn nhà hôm nay để cho cô chú anh chị mình biết hướng chính của căn nhà ha. Căn nhà của mình là có hướng đông nam nha cô chú anh chị, một cái hướng nắng sáng ha. Thì hướng đông nam thì cô chú anh chị mình biết rồi, rất là mát mẻ luôn. Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào bên trong căn nhà ha. Bảo vệ cho căn nhà của mình là một cái lớp cửa kéo nha cô chú anh chị. Lớp cửa này thì bằng sắt ha, thì cũng khá là chắc chắn luôn. Mỗi buổi chiều gia đình mình đi làm về thì mình có thể đậu trong cái khoảng sân này được khoảng tầm 2 chiếc xe. Tại vì căn nhà này xây lên ở ha, thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm về vấn đề xây dựng nhà một trệt một lầu. Thì cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi, thời điểm hiện tại gia đình mình cầm khoảng tầm 600-700 triệu thì chỉ mua được những căn nhà phố liền kề này, hoặc là những căn nhà thuộc địa chỉ
của Long An thôi, giáp Bình Chánh ha. Hôm nay Bảo Việt review căn nhà này là cục xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu cô chú anh chị mình thích khu vực xã Hưng Long thì cứ liên hệ cho Bảo Việt ha. Ở phía ngoài đây á thì cô chủ nhà cũng làm sẵn cho mình một cái hộc để cho cô chú anh chị mình ăn uống xong mình có thể mình rửa chén rửa đũa, rồi ngoài đây cũng tiện lợi nha cô chú anh chị, có vòi nước sẵn cho mình ha. Gạch ốp tường phía ngoài sân thì cũng đã lên cho mình hết rồi, rất là sạch sẽ luôn. Mặt diện của ngôi nhà mình thì phía ngoài đây thì cũng ốp gạch đá bông ha. Cô chú anh chị mình lau chùi vệ sinh cũng là tiện lợi nè. Đồng hồ điện nước cũng đã có rồi. Gia đình mình về đây chỉ dọn và mình ở thôi. Không gian phòng khách của mình đây khá là ấm cúng luôn ở cả nhà. Cô chủ nhà có bố trí một cái bộ ghế gỗ nè, rất là sang trọng luôn. Nơi đây thì gia đình mình để dành tiếp khách thì rất là tuyệt vời ha. Và căn nhà của mình thì cũng có một cái lớp cửa chính nữa cô chú anh chị. Lớp cửa này thì bằng sắt kết hợp với lại là kính mờ ha. Nếu như gia đình mình muốn thờ phụng ông bà tổ tiên ha, thì mình có thể để một cái tủ thờ như cô chủ nhà ở đây thì để phía ngoài mặt dựng của căn phòng khách này thì mình cúng thờ cúng ông bà thì cũng tiện lợi. Còn nếu như cô chú anh chị mình muốn không thờ phụng ông bà ngay tại vị trí này thì mình có thể mình để một cái kệ tivi chẳng hạn ha, để mình thư giãn giải trí. Gia chủ ở đây thì gắn tivi lên tường ha. Nói chung là tùy vào cách bố trí của cô chú anh chị mình. Gạch ốp tường nhà của mình lát sạch hết luôn, từ ngoài phòng khách cho đến là cuối nhà luôn, lên cho mình 1m2. Gia đình mình có trẻ nhỏ nô đùa chụp tường luôn, không có dơ tường ha. Thì Việt cũng chia sẻ thật tình với cô chú anh chị mình luôn, căn nhà này lúc trước thì cô chủ ha thì mua là 700 và cô về tu sửa ngăn phòng ra thì khoảng tầm 750 triệu nha cô chú anh chị. Hôm nay cô quá là kẹt tiền luôn, đang nợ ngân hàng cho nên là cô đang cần bán rất là gấp. Việc công bố giá ngay bây giờ luôn để cô chú anh chị mình không mất thời gian xem kênh Bảo Việt. Giá chính thức của căn nhà hôm nay cô bán lỗ cho mình khoảng tầm 780 triệu nha cô chú anh chị, giá chỉ còn là 680 triệu thôi. Bên cô bao cho mình tất cả chi phí sang tên công chứng luôn. Nếu thích căn nhà hôm nay thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 82 7963. Và tiếp theo thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào không gian bếp ha. Đập vô mắt cô chú anh chị mình đây, nối liền với lại khu vực nhà bếp của mình ha, thì cũng có một cái khoảng trống hành lang. Nơi đây thì gia chủ đặt một cái tủ lạnh. Cô chú anh chị mình có tủ lạnh cỡ lớn cỡ nhỏ thì mình để ở đây cũng rất là hợp lý nha cả nhà. Và nhà bếp của mình được thiết kế theo hình chữ L và có tủ bếp dưới ha. Thì cô chú anh chị mình về mình muốn căn nhà mình tươm tất hơn, tiện nghi hơn thì gia đình mình có thể đóng thêm một cái hệ tủ bếp trên phía trên nữa ha. Còn không thì cô chú anh chị mình để như vậy mình sinh hoạt là quá là hợp lý rồi. Bên dưới tầng trệt của mình thì sẽ có một cái nhà vệ sinh, nhà tắm ha. Thì cũng vừa vặn cho cô chú anh chị mình ở khoảng tầm 4-5 thành viên thì mình sinh hoạt rất là hợp lý nha cả nhà. Tiếp theo thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình lên bên trên tầng lầu để mình quan sát những căn phòng ngủ phía trên ha. Với tài chính cô chú anh chị mình có 680 triệu mình mua căn nhà này để mình an cư lập nghiệp thì quá là tuyệt vời rồi cả nhà ơi. Tất cả thông tin trên kênh Bảo Việt ha, địa chỉ như thế nào thì Bảo Việt sẽ nói với cô chú anh chị mình hoàn toàn chính xác 100%. Cho nên cô chú anh chị mình xem nhà thì liên hệ cho Bảo Việt ha, thì Bảo Việt cũng không muốn mất thời gian của hai bên. Thì Việt sẽ nói trực tiếp địa chỉ trên kênh. Còn nếu như thông tin nào của chú anh chị mình chưa hiểu thì cứ liên hệ cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 82 1963 thì Bảo Việt sẽ giải đáp cho mình nha cả nhà. Phía trên hai căn phòng ngủ của mình thì gia chủ cũng chừa cho mình một cái khoảng hành lang rất là rộng rãi. Phía ngoài này ha thì mình có thể mình đặt được những cái tủ quần áo nè cô chú anh chị. Việt thấy cô chủ nhà để hai cái tủ quần áo mà còn khá là rộng rãi luôn á. Và căn phòng ngủ đầu tiên của mình đây. Căn phòng này thì gia chủ ngày trước mua chia sẻ với Bảo Việt là không có phòng như thế này nha cô chú anh chị. Chú mua về, chú tu sửa, cô tu sửa lại là mình sẽ ra được hai phòng. Phòng của mình thì được đóng kính mờ kết hợp với lại là khung bảo vệ đồ bằng nhôm nha cô chú anh chị. Gia đình mình về thì mình tận dụng mình ở luôn, không cần phải sửa chữa gì hết. Một căn nhà cũ thôi nhưng mà nhà của mình là hoàn thiện hết rồi.
À, quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Và nhà mình là tường thạch 100% nha cô chú anh chị. Có những căn nhà khi mà gia đình mình đi xem á thì không phải là tường thạch ha cô chú anh chị, mình nên để ý ha. Trên kênh Bảo Việt thông tin việc cung cấp đến quý cô chú anh chị mình là hoàn toàn chính xác 100%. Khi cô chú anh chị mình đến xem nhà rồi, Bảo Việt cũng muốn cô chú anh chị mình biết được khu vực đó xây dựng như thế nào. Thường là việc hay nói với những vị khách hàng của Bảo Việt, thường là người mua bị lầm giá hoặc là lầm thông tin, chứ người bán không có lầm nha cô chú anh chị. Cho nên là gia đình mình nên chú ý những vấn đề đó ha. Và phía ngoài hai căn phòng ngủ của mình sẽ có một cái ban công. Ở ban công này để cho gia đình mình giặt giũ xong mình phơi đồ phơi đạc ngay tại vị trí này, rất là hợp lý luôn á cả nhà. Còn không thì gia đình mình có thể mình trồng thêm một hai chậu kiển nữa ha. Nói chung thì căn nhà này là cô chú anh chị mình về không cần tu sửa một cái gì nữa hết, gia đình mình chỉ dọn vào mình ở thôi. Thì cô chú anh chị mình đã xem tất cả hình ảnh rồi, bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình xuống lại không gian phòng khách để việc tổng kết là những thông tin chính của căn nhà hôm nay nha cả nhà. Cô chú anh chị mình đã xem tất cả hình ảnh và thông tin của căn nhà mình rồi, Bảo Việt xin lặp lại những thông tin chính hôm nay nha cả nhà. Căn nhà của mình có diện tích ngang 4,5 m, dài cho 8 m, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ. Và địa chỉ nhà của mình nằm trên trục đường Đoàn Nguyễn Tấn thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu yêu thích căn nhà hôm nay thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 82 7963 nha cả nhà. Và căn nhà chính của mình hôm nay là có hướng Đông Nam, cô chú anh chị là hợp hướng Đông Nam thì nên cân nhắc mình chọn ha. Cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi, với cái tài chính mà cô chú anh chị mình 600-700 triệu ha, thì thời điểm này cô chú anh chị mình mua nhà thì chỉ có những khu vực Long An giáp Bình Chánh hoặc là những căn nhà phố liên kề thôi. Hôm nay có cô chú đang rất là kẹt tiền luôn, ký gửi cho Bảo Việt bán lại chỉ có 680 triệu thôi cô chú anh chị ơi, quá là rẻ luôn. Nếu thích căn nhà thì cô chú anh chị mình tranh thủ gọi cho Bảo Việt ha. Bảo Việt đang đứng đây là một cái tuyến đường xe ba gác nha cô chú anh chị, từ nhà mình thì ra trục đường lớn chỉ có khoảng tầm 100 m thôi, rất là gần gũi để cô chú anh chị mình nội trợ mua sắm. Nơi đây thì tiện ích sẽ có ủy ban dân xã Hưng Long, trường học cấp 1, cấp 2. Còn nếu như cô chú anh chị mình đi đến chợ Hưng Long thì khoảng tầm 800 m. Tất cả thông tin thì cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi ha. Nếu yêu thích căn nhà này thì cứ nhấc máy lên gọi cho Bảo Việt. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý. Nếu yêu mến kênh Bảo Việt thì cô chú anh chị mình nhớ nhấn nút like cũng như đăng ký kênh để đón theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ thì Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.